Thưa quý vị, mặc dù nhiều luật thuế mới được sửa đổi và có hiệu lực, nhưng trước bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã nhất trí cao cần bỏ hết trần chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, phương án sửa đổi sẽ bỏ quy định khống chế chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, khánh tiết. Doanh nghiệp chi nếu có đủ hóa đơn chứng từ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, nhưng bỏ khống chế các khoản chi khác. Ví dụ như hiện nay doanh nghiệp nội đang thua thiệt, không cạnh tranh được với doanh nghiệp nước ngoài trong khâu quảng bá sản phẩm, đặc biệt là doanh nghiệp ngành bia rượu nước giải khát. Việc bỏ quy định chi phí quảng cáo tạo môi trường lành mạnh, phù hợp thông lệ thế giới, tạo điều kiện thuận lợi khi đàm phán hiệp định thương mại tự do. Thời gian tới, chính phủ có thể quy định thêm tiêu chí đối với chi phí quảng cáo và phạm vi nhằm mục đích vừa chống được lạm dụng, tiêu cực mà vẫn đáp ứng được theo xu hướng kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế.